7 thắc mắc thường gặp khi uống Monopiravir. Thạc sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ Dược sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thống kê những câu hỏi thường gặp của F0 khi dùng thuốc kháng virus Monopiravir. Câu hỏi đầu tiên, bệnh nhân không triệu chứng có được dùng thuốc hay không? Câu trả lời là F0 không triệu chứng thì không được dùng Monopiravir. Đây là thuốc kháng virus dạng uống bào chế dạng viên, được chỉ định điều trị bệnh nhân COVID-19 người lớn từ 18 tuổi trở lên, mức độ nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố nguy cơ làm bệnh tiến triển nặng. Cụ thể, thuốc được dùng cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp tính với các triệu chứng lâm sàng không đặc biệt như sốt, ho, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi không có các dấu hiệu viêm phổi hoặc thiếu oxy, nhịp thở từ 20 lần mỗi phút trở xuống, SpO2 từ 96 trở lên khi hít thở khí trời. Monopiravir có khả năng làm vô hiệu hóa khả năng nhân bản của virus gây bệnh COVID-19, khiến virus không phát triển được, nên dùng sớm sau khi phát hiện dương tính, vì nếu để virus phát triển mạnh và nhiều rồi thì lượng thuốc vào trong không đủ làm sai lệch quá trình nhân bản. Kết quả thử nghiệm lâm sàng tại nhiều quốc gia cho biết về khả quan tính an toàn, khả năng dung nạp tác dụng phụ là không đáng kể. Thuốc không sử dụng để dự phòng trước hay sau phơi nhiễm, không sử dụng điều trị khởi đầu cho bệnh nhân cần nhập viện. Câu hỏi thứ hai, có được uống thuốc khác khi đang dùng Monopiravir hay không? Câu trả lời như sau, hiện các nhà nghiên cứu chưa ghi nhận tương tác thuốc nào giữa Monopiravir và các thuốc khác. F0 có bệnh lý nền vẫn có thể uống các thuốc điều trị như là huyết áp, tiểu đường song song với việc dùng Monopiravir. Câu 3, có nên chia sẻ thuốc cho người nhà cũng là F0 hay không? Câu trả lời là không chia sẻ thuốc. Người nhà là F0 nếu muốn uống phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm có triệu chứng nhẹ, người bệnh không được tự ý dùng thuốc mà đòi hỏi phải có sự tư vấn chỉ định của các bác sĩ. Câu hỏi thứ tư, sử dụng thuốc từ 3 đến 4 ngày thấy khỏe hẳn, hết triệu chứng thì có cần tiếp tục uống thuốc hay không? Câu trả lời là thuốc sử dụng trong 5 ngày kể từ khi khởi phát các triệu chứng hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính. Nguyên lý dùng thuốc là dùng càng sớm càng tốt, tốt nhất trong vòng 7 ngày đầu sau nhiễm, theo dõi các phản ứng phụ của thuốc trong 14 ngày. Người bệnh mới uống một vài ngày dù hết triệu chứng thì vẫn tiếp tục dùng thuốc đủ liệu trình 5 ngày, trừ khi xuất hiện các chống chỉ định hoặc tác dụng phụ nặng. Câu 5, bệnh nhân đã sử dụng đủ liệu trình sau khi xét nghiệm âm tính có còn tuân thủ 5K hay không? Câu trả lời là còn tiếp tục thực hiện nghiêm 5K như trước để tránh tái nhiễm, lây nhiễm khác. Thực tế hiện nay ghi nhận nhiều người tiêm vaccine đã khỏi bệnh vẫn tái dương tính vài lần. Câu hỏi thứ 6, nếu đang dùng thuốc mà chuyển sang nặng hơn thì như thế nào? Câu trả lời như sau, F0 khi chuyển nặng còn sử dụng thuốc kháng viêm, kháng đông hoặc thuốc kháng virus khác thì sẽ ngưng dùng Monopiravir. Bệnh nhân còn nhập viện đã được khởi trị Monopiravir trước đó có thể sử dụng tiếp tục sử dụng thuốc để hoàn thành phác đồ điều trị 5 ngày tùy theo quyết định của bác sĩ điều trị. Và câu hỏi cuối cùng, bệnh nhân quên uống thuốc một liều thì sử dụng tiếp theo như thế nào? Câu trả lời như sau, liều dùng Monopiravir được khuyến cáo hiện nay là 800mg mỗi 12 giờ, còn uống nguyên viên với đủ số lượng nước. Nếu quên một liều so với thời điểm cần sử dụng thuốc, cần lưu ý hai trường hợp. Thứ nhất, nếu quên trong vòng 10 giờ thì uống ngay khi có thể và tiếp tục uống thuốc theo chế độ liều thông thường. Thứ hai, nếu quên quá 10 giờ thì không uống nhắc lại, bỏ qua liều đã quên và uống liều kế tiếp theo lịch trình cho đủ lộ trình 5 ngày, không dùng gấp đôi liều để bù lại liều đã quên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.